Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe hai chuyện ngắn. Câu chuyện Thám hiểm châu Phi của tác giả Nam Cao và câu chuyện Rời đánh của tác giả Giao Chi. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Câu chuyện Thám hiểm châu Phi có tin đích xác rằng livington đã chết nhà bác học can đảm này sông pha trong những rừng rú hiểm trở của châu phi kể đã đến hàng chục năm nay có ý tìm cho biết đích xác con sông nên phát nguyên tự trốn nào ông đã trải qua trăm ngư nghìn khốn mà không hề nản trí không ngờ cái chết độc địa đã đến làm công cuộc thám hiểm của ông phải nửa chừng dở dang trong tòa soạn tờ điện tín nhật báo người ta đang bàn tán về cái chết đau đớn ấy ông giám đốc ngồi ngồi bảo thật là đáng tiếc Nhà thám hiểm anh hùng của chúng ta Chưa kịp làm chọn công việc của ông dự định Có thế Miền các hồ lớn ta vẫn chưa biết rõ Giới hạn sông Nin chưa rõ ràng Ngay như hồ Tanganyika Chút vào đâu ta cũng chưa tưởng nữa Người vừa nói câu ấy là Tân Lê Ông giám đốc nhìn phóng viên trẻ tuổi của mình tròng chọc Cách đây mấy năm Chính người này đã được cử đi tìm bác sĩ Livingstone Vào cái hồi bác sĩ bị biệt tam giữa châu Phi Tần Lê đã mạo hiểm một phen và tìm thấy bác sĩ ở gần hồ Tanganyika. Bác sĩ từ chối không chịu trở về. Tần Lê bèn tìm cách tài lương thực cho bác sĩ rồi trở về London. Nhà phóng viên can đảm được hoan nghênh nhiệt liệt. Một người đã trải qua nguy hiểm như thế ấy chắc có đủ tài để làm tròn cái công việc bỏ giờ của kẻ mới qua đời. Ông giám đốc mỉm cười với Tần Lê. Nếu tôi lại cử ông đi châu phi chuyến nữa thì ông có thuận không? Nhà phóng viên vẫy cái đầu lên như một thú rừng chợt gặp cái mùi ngon ông không nói đùa đấy chứ tôi nói thật ông nhận hả thì đã hẳn tôi thèm đi lắm rồi bao nhiêu tiền phí tồn đã có người chịu hộ tân lê có thể bắt đầu sửa soạn chàng nhận được rất nhiều thư của bao nhiêu người tình nguyện theo chàng thiếu niên anh cát lợi thích phiêu lưu và say mê mạo hiểm chứ không thích chỉ quẩn quanh ở nhà với mẹ như anh em mình nhưng tân lê cũng chỉ dám nhận có ba người hai người đầu là anh em ruột cũng nhanh nhẹn và rắn chắc xem ra có thể coi thường nhọc mệt với gian nguy người thứ ba khỏe mạnh và gan góc chẳng kém gì hai người trước tần lê đoán chừng họ có đủ tài sức giúp ích cho chàng được nên mới bằng lòng cho đi tuyển được người rồi chàng còn đi xin trong đám bạn thân lấy năm con chó thật khôn chàng lại thuê đóng một cái thuyền để sau này vượt các hồ to cái thuyền này có một kiểu riêng nó đá nhẹ lại chắc chắn lại có thể tháo ra làm nhiều mảnh, để lúc đi trên cạn thì khuôn vác dễ, mà gặp nước thì chỉ việc ráp lại với nhau là có thể trở đi được rồi. Bấy giờ chàng mới tính đến vấn đề lương thực. Một cuộc hành trình dài có đến một vài năm, cố nhiên là không có cách gì đem đủ đồ ăn thức uống theo, chàng sẽ phải mua của thổ dân, mà mua của họ không thể dùng tiền được. Chàng phải sắm rất nhiều vải đủ các màu và những hoa hột bằng thủy tinh đủ kiểu để tùy từng nơi mà dùng làm tiền đổi chác. Cũng có vùng thì bọn mọi thích màu xanh Nơi khác chúng lại ưa màu đỏ Nơi khác nữa thì màu vàng, màu trắng Cũng có nơi lại chỉ nhất định đòi màu đen Không liệu trước để mà chiều chúng thì lôi thôi là thường Còn một thước nữa cũng cần cho việc trao đổi lắm Ấy là dây thao Bọn mọi quý hơn cả vài và những đồ nữ trang Tân Lê thường bảo các bạn Đến xứ mọi Thì đồ thủy soạn là xu trinh Vải dùng làm hào bạc Dây thao mới chính là tiền vàng các quý vật này không những chỉ dùng để đổi lấy đồ ăn và các thứ cần dùng nó còn dùng để nộp thuế qua đường cho các tù trường nghĩa là những tay chúa chùm đứng đầu các dân mọi nữa sau hết chàng phải sắp đủ đồ ăn thức đựng nồi son bát đĩa lều vải dây thừng dao kéo kim chỉ súng ống thuốc thang và cả những con lửa đề tài các thứ kể trên thức nào khó mua phải sắm trước ở luân đôn còn những thức gì dễ kiếm đợi khi tới Janji mua cho đỡ công đài tài. Từ đấy sau khi đã thuê hơn 200 dân phi, vừa là lính để hộ vệ, vừa là phu để khuân bác, đoàn thám hiểm vượt eo bể và tới Ba Ga một hải cảng trên bờ biển phi. Họ chẳng ở đấy lâu, chỉ mấy hôm sau, cả đoàn đã lên đường, mặt vui vẻ và lòng hăng hái. Nhưng chỉ chừng một tháng sau, cây vui đã giảm đi. Đến Osagaro, cây nắng châu Phi đã ra oai, Người nào người ấy xém cả ra Họ tưởng như mồm họ thở ra lửa cháy Và mồ hôi nhĩ nhại trên người họ là dầu sôi Ba con chó lần lượt lan ra chết Chừng năm chục phu quân đồ bỏ đoàn trốn đi Tân Lê ra lệnh cho nghỉ lại một làng tên gọi Pua Pua Mấy ngày cho lại sức Rồi cả đoàn lại tiến về phía hồ Victoria Đoạn đường này chỉ toàn rừng Không đổi được đồ ăn Bọn Tân Lê đã khốn khổ vì nắng nhọc Lại thêm nạn đói Nhiều người trong bọn ốm và một trong ba người anh cùng đi với Tân Lê sốt xét nặng quá đành bỏ mạng. Cả đoàn tiếc thương vô cùng. Hai hôm sau, đoàn tới Itoro, một lão phù thủy già mà dân ở đấy coi như vua chúa, đến xin vào nói chuyện với Tân Lê. Hắn bảo chàng rằng, Nghe tin ông qua đây, tôi đã bắt dân đem trứng, gà và gạo lúa cho ông. Chúng nó bảo ông là người phân minh lắm. Tôi muốn cùng ông kết bạn, nên đem con bò thật béo này biếu ông gọi là làm quen. Tần Lê sai pha cà phê và lấy bích quy ra thết lão. Chàng bảo lão. Tôi được ai cho quà cũng muốn có cái gì biếu lại. Vậy xin biếu ông một ít vải, một ít hạt chai và một ít dây thau. Tất cả những cái ấy tính tiền ra, đắt gấp 10 con bò của lão. Lão bảo. Ông thật là tử tế. Tôi muốn đôi ta trích huyết ăn thề kết nghĩa làm anh em. Trích huyết ăn thề là một tục rất thường thấy trong các dân tộc mọi. Hai người muốn làm thân với nhau Lấy dao vạch tay ra một vết con con Rồi lấy máu trộn vào làm một Tân Lê cũng chiều lòng lão mỏi Hai người thề với nhau Lão mỏi từ biệt Tân Lê ra về Nhưng lão bỗng trông thấy Bọn phu của Tân Lê đã mổ con bò Lão lại quay trở lại và yêu cầu Tân Lê Tôi còn muốn xin ông cái này nữa Ông cho tôi cái tim bò Thì ông cứ lấy Chàng bảo thế Bởi một cái tim bò phòng có đáng giá bao nhiêu Chàng cho lão rồi quên ngay Chàng có ngờ đâu chỉ vì thế mà ngày hôm sau Bao nhiêu làng trong vùng ấy đều nhộn nhạo lên Bọn mỏi đen hò reo những tiếng giận người Chúng đều nai nịt gọn gàng như những khi ra trận Đeo cung, cắt tên, tay hoa những ngọn giáo dài Tiền đến vây chung quanh bọn tân lê Nhè những cái răng dữ tợn ra mà hò reo Y hu, ê y hu Tân lê biết chúng muốn sinh sự Sai hai người thông ngôn ra hỏi Các ông muốn gì? Một tướng mọi trả lời Người trong bọn ông ăn cắp sữa của chúng tôi Nên chúng tôi đến đây khai chiến Tuần Lê phải cố nhìn cho khỏi bật cười Chỉ có thế thì đánh nhau làm gì cho nhọc Các ông thiệt hại bao nhiêu cứ bảo tôi Tôi sẽ đưa vải đền Nghe chàng bảo vậy Chúng đã toàn thỏa thuận Chỉ một chút nữa là đã tránh được việc ăn qua rồi Nhưng trong bọn phu trong đoàn thám hiểm Có hai tên là anh em ruột Đang chặt gỗ thì bị quân mọi đánh Anh chết lập tức Em bị thương nặng lê về được Những phù khác bất bình Thế là đánh nhau Bọn mọi sông hăng lắm Chúng lan xả vào Bất cần xả súng Chúng hỏ reo Không sợ, không sợ Chúng mày yếu như đàn bà Chúng mày yếu như đàn bà Phu trong đoàn chết khá nhiều Chính Tân Lê cũng suýt bị một tên mọi sông lại phía sau chàng đâm phải Một con chó cứu chẳng thoát nạn Nó ngoạm bắp chân thằng mọi chặt quá Thằng này luống cuống Và bị một tên lính trong đoàn giết Cuộc chiến tranh kéo dài đến mấy ngày. Sau cùng thì súng ống của đoàn thắng trận. Quần mọi lần vào rừng. Đoàn thám hiểm cướp được nhiều bò dê và thức ăn được đến 15 ngày. Nhưng chết mất hơn hai chục người và bị thương nhiều lắm. Một người trong đoàn bảo Tân Lê. Bọn mọi dợ sở dĩ dám đánh hăng đến thế là vì chúng tin chắc rằng chúng thắng. Cái tim bò đã bị lão phủ thị đánh lừa lấy mất rồi. Thế nghĩa là bọn ta đã bị rút mất cả can đảm và may mắn tính ra trong 3 tháng rời Vừa chết trận vừa chết bệnh Đoàn thám hiểm mất một người Âu Và hai người Phi Qua đoạn đường gian nan mới kể trên Họ tới miền rất phỉ nhiêu Nước sẵn nên đất tốt Cỏ xanh um Những con hừa cao cổ ngây ngang Những chú ngựa bản nhanh như biến Những chú trâu nặng nề Những chú lợn lòi trùng trục Thùng thang qua lại trong một đồng bằng rộng mênh mông Dân đã giàu lại hiền lành Và quý khách phương xa Chúng rất sẵn gà vịt, dê, khoai lang, ngô đậu mật ong, thuốc lá và các thứ rau tươi và mềm Bọn tần lề tha hồ nghỉ ngơi và tầm bổ cho lại sức Nhọc mệt tan đi Những nỗi lo cũng vậy Họ lên đường rất vui Đi được mấy hôm, tới đỉnh một đám đồi kia Cả đoàn bỗng reo lên Victoria anh em ơi Hổ Victoria đây rồi Quả nhiên họ đã tới Kagehi Một bến ở về phía nam Cái bể ở trong đất liền ấy Tần Lê ra lệnh cho giáp thuyền để đi xem hồ Nhưng bọn dân ở ven hồ hết sức can chàng Họ kể cho chàng nghe những chuyện vô cùng khủng khiếp Nếu chàng nhất quyết đi Thì khó mà tránh khỏi những giống người lông lá như khỉ độc Những bọn mọi nuôi những đàn chó trận khỏe và dữ tợn Những dân ăn thịt người Chúng sẽ giết chết chàng để đem về nướng trà Tân Lê mỉm cười Cứ việc giáp thuyền cho trong chóng Mấy hôm sau cùng 10 thủy thủ Và ít nhiều lính chọn trong những người gan góc nhất Tần Lê xuống thuyền. Hai người Âu đi với chàng ở lại ca quê huy với bao nhiêu phu và lính khác. Nước hồ lầm chởm bao nhiêu là mòm đá. Gió lại to. Con thuyền bập bềnh chẳng khác gì một cái vỏ dừa nhảy loi choi trên đầu sóng. Mạng người lúc ấy không bằng mạng một con sâu, chỉ yếu tay một chút, còn thuyền văng mình vào đá là cả bọn được làm mùi cho cá sấu. Họ hồi hộp suốt một đêm như vậy, nhưng đến sáng thì gió yên, trời xanh trong. Nước hồ lặng và hiền dịu Tân Lê ra lệnh cho đi sát bờ Để chàng có thể ghi kỹ từng mỏm núi Từng cái vịnh Những củ lao cũng khá nhiều Trên những củ lao ấy Là những đám dân mọi dợ hung ác Đến nhiều chỗ Những con tê giác hồ khạc đuổi theo thuyền Tân Lê Chúng mà đuổi kịp Thì chỉ một cái hút cũng đủ lật nghiêng con thuyền Để cho cả bọn xuống nước Nói chuyện với những giống vật lạ lùng và nguy hiểm một hôm thuyền đã đến củ lao Ovoma gần cửa sông Nin Bỗng những tảng đá kích xù rơi bình bình xuống mạn thuyền Những cái xuồng gỗ lớn từ từ áp lại Trên xuồng là những tướng mỏi cung tên sẵn sàng Sáo rơ lên tua tùa Tân Lê chưa hiểu sao Thì bọn mỏi đen đã chỉa ra các thứ quả như muốn bán Chàng cho mấy đứa lên thuyền Nhưng vừa lên được Chúng đã lan xả vào cướp vài lụa hoa hột Rồi nhảy xuống những cái xuồng gần đấy mà chạy trốn Tân Lê rơi xuống dọa Chúng vừa cười vừa lúc lắc những vòng hạt chai như chế nhạo chàng. Tức máu, chàng tương cho một phát. Tức thì chúng dương cung, đặt tên toàn bán lại. Nhưng thấy nhiều đứa bị đạn lan ra chết, chúng ủa nhau chạy trốn. Chàng đã đến giáp giới giữa Uganda. Một loạt súng nổ khiến chàng sừng sốt. Trước mặt chàng, một đoàn thuyền chở có đến hơn 2.000 binh lính mỏi. Y phục giống y phục của người Ả Rập ở Zanzibar. Chúng gieo hò, bắn súng chỉ thiên, và phớt những lá cờ vơi phới. Thấy chúng không có ý đánh nhau, chàng cũng hơi yên lòng. Đoàn thuyền cứ đến gần. Thuyền đầu chở một viên tướng mặc áo dài đỏ, phủ một cái áo khoác trắng bằng lông dê. Đầu y đội một cái mũ có đính nhiều hạt chai. Trên tròm sắt mấy cái lông đuôi gà sống, y sang thuyền tân lê. Thưa quý khách, Đức Ca Ba Ca, nghĩa là vua. Sai tôi đến đây đón chào quý khách. Ngài muốn mời quý khách đến chơi, bởi lúc này ngài hiện ở bờ hồi Ngài sai đem đến cho quý khách 10 con bò 16 con dê Và một thuyền vừa khoai lang Vừa chuối, trứng, gạo sữa và mỡ sữa Tần Lê mừng rỡ lắm Trang mài mốt trả lời Tôi xin đi ngay Để được tạ ơn Đức Đại Vương Viên tướng bảo Quý khách hãy cho tôi biết qua lý lịch Để tôi cho người về báo cho ngài rõ Ngài chưa biết quý khách là ai Ở nước nào đến Nhưng Hoàng Thái Hậu có nằm mộng thấy một người da trắng vượt thuyền qua hồ để đến Uganda nên sai tôi đi đón. Vậy thì cũng được, tôi xin cho cắm thuyền ở đấy và đợi lệnh Đức Đại Vương. Một người về báo cho nhà vua biết. Ít lâu sau, nhà vua cho quân hầu ra bảo, ngài sẵn lòng tiếp người du khách da trắng. Viên tướng lại dẫn một đoàn thuyền ra đón bọn Tân Lê. Đến bờ, chàng thấy rất nhiều dân mọi đã đứng túc trực, gieo họ ẩm ý, trống và não bạt đánh in tai. Một ông quan to nhất chiều ra đón và bảo Tân Lê Trước khi vào bệ kiến Quý khách hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt Đức Đại Vương sai đem biểu quý khách ít đồ ăn Để quý khách dùng tạm đã Ít đồ ăn để dùng tạm ấy Là 14 con bò thật béo 8 con dê 8 con cừu 100 buồng chuối 3 tá gà vịt 4 vỏ sữa 4 thúng khoai Lại còn ngô Gạo Trứng tươi và rượu chuối Đợi bọn Tân Lê ăn uống xong hai võ quan mới đến tìm chàng. Đức Cà Ba Ca đang đợi ngài trong điện. Tân Lê cùng một bọn tùy tòng vào bệ kiến. Nhà vua ở trong một cái nhà dựng tạm trên bờ hồ để coi dân đánh cá. Quân lính độ hai ba nghìn người, đứng sắp hàng đón tiếp. Kèn trống nổi cả lên. Nhà vua đứng giữa bọn quần thần, mặc áo trắng dài phụ áo khoác đen, có một cái đai vàng nịt lại. Ngài còn trẻ, người cao rong ròng, nét mặt thanh tao tuấn tú, nước da cũng giống da người ai cập nghĩa là đỏ dám chứ không đen hẳn ngài đường hoàng cho người khách xa rồi vừa bắt tay tân lê ngài vừa bảo xin chào ông tôi lại được tiếp một người da trắng nữa lấy làm sung sướng lắm ông đừng lo gì cả tôi sẵn lòng che chở ông ngài ngồi và mời tân lê ngồi trên cái ghế ngay trước mặt bấy giờ ngài mới hỏi ông ở nước nào tới đây và đến đây có mục đích gì có phải để buôn bán không Chúng tôi từ Giang ba lại Chúng tôi không có ý buôn bán Chúng tôi chỉ muốn biết xã châu Phi Từ người đến sông hồ rừng núi Chúng tôi đến đây chỉ là để học Cái mục đích ấy thật là tốt đẹp Tôi sẽ hết sức giúp ông Tôi đến bờ hồ này để bán chim và đánh cá Chứ chỗ này không phải là nơi tôi ở thường ngày Chỉ ít lâu nữa Tôi lại trở về kinh đô Olagala Ông muốn lưu lại đấy chơi đến bao giờ cũng được Hai người chuyện trò lâu lắm được cô hỏi nhà thám hiểm rất nhiều điều Tỏ rằng ngài quả thông minh và ham học hỏi Tân Lê ở lại đấy 3 ngày Nhà vua bày những cuộc điểm binh Mở hội vui chơi Và tổ chức những cuộc săn chim Săn tê giác và cá sấu Rồi ngài trở về kinh đô Tân Lê và bọn chàng đi theo Lâu đài nhà vua ở đỉnh một quả đồi Ở giữa là cái nhà của vua Còn chung quanh là những cái nhà khác nhỏ hơn Nhưng dùng cho hoàng gia và các võ quan đường đi lên khá rộng hai bên có dậu cao và những vườn cây rất đẹp tân lê được riêng một cái nhà chung quanh có vườn chuối rộng chàng vừa nghỉ ngơi một lúc thì đã có người vào bào ngày mai lại có một người da trắng nữa đến đây có lý nào thì đấy rồi ông sẽ biết quả nhiên hôm sau một người da trắng đến và được tiếp xước lòng trọng lắm tân lê nhận ra đó là một người pháp chàng giơ tay chào xin cho biết quý tính phương danh tôi là ly năng võ quan người pháp giúp chính phủ ai cập còn tôi là tân lê tân lê chính ông đã tìm thấy lý vinh tôn đấy phải không ồ bây giờ mới được gặp ông hai người ở chung với nhau một nhà khá lâu họ được nói chuyện thỏa thích với nhau về quê hương xứ sở ly năng lại có đem theo nhiều thức ăn của âu châu nhờ những thức ăn hiếm ấy và lương thực của nhà vua ban cho nữa Bọn Tân Lê được mặc sức khao cái dạ dày Cho bỏ với những ngày méo mặt đi vì đói và nhọc đến thở ra bằng lỗ tai Giá chàng cứ nằm lì đấy luôn bao bốn tháng Thì có lẽ chàng sẽ báo quay lên mất Nhưng chàng còn phải trở về qua quê huy để tìm anh em Đức vua sai một viên tướng sửa soạn ba chục chiếc thuyền đưa chàng về Nhân tiện để đón cả đoàn thám hiểm đến Uganda Nhưng viên tướng cố trùng trình để trái lệnh vua Tân Lê không đợi được Đành lại dùng chiếc thuyền cũ và vài thuyền nữa của vua cho đi về bờ hồ phía tây là phía chưa xem xét được. Chuyến về này còn nguy hiểm gấp nghìn chuyến đi. Một hôm, chàng ngừng thuyền gần một cái bãi phẳng phiêu gần đấy. Một làng mọi đậu tranh vênh trên sườn một quả núi cao, giữa một rừng chuối rậm. Chàng sai kéo thuyền lên bãi cát. Ngay ở chỗ có một bọn mọi đang đánh cá. Bọn này có vẻ hiền lành và lễ phép. Chúng cho bọn chàng uống rượu. Thấy thế, chàng chẳng cần phòng bị. Sai dựng lều rồi cùng nhau chui vào ngủ. Giấc ngủ trong khi mệt nhọc mới ngon làm sao Nhưng độ nửa đêm Cả bọn giật mình Tiếng trống vang lên rầm rập Tần Lê nhòm dậy Cái gì ổn lên thế Bọn mọi vẫn bình tĩnh bảo Không sao cứ nằm yên mà ngủ Nhưng tiếng trống vẫn không thấy ngớt Vừa hửng sáng Tân Lê cùng một tên đẩy tớ ra xem Chàng choáng cả người Khi thấy hàng mấy trăm mọi đen tiến đến Như những cuộc than biết nhảy Ở trên lúa nhúa nào giáo Nào mát nào cung nào dìu và những cái mộc giống như những cái mù ba ba khổng lồ chàng sừng sộ lại nắm lấy một thằng mỏi đã đón chàng hôm qua cái trò gì thế vậy sao các ông lại kéo thuyền lên bãi kéo lên để tránh sóng gió chứ sao các ông không có phép đất này của chúng tôi Đánh vậy nhưng kéo thuyền lên cũng chẳng hại gì mà kệ nếu các ông không đi nơi khác cho mau thì chúng tôi đánh đó tần lê đành sai đẩy thuyền xuống và đi tức thì hết cả lương thực chàng cho thuyền quay vào một đám củ lao chàng bảo các bạn đồng hành đất chỗ này tốt lắm các anh thử trông xem cây cối xanh om dê bò nhiều biết bao nhiêu mà kể ta vào đây kiếm ít chuối sữa với mấy con dê ăn đã may ra gặp thuyền của nhà vua theo kịp không biết chừng các thủy thủ vội vàng áp thuyền vào nhưng bọn chúng vừa trực lên đất thì những tiếng gào thét dạ nạt đã ổn lên một đám đông bác giáo mang tên hỏi nhau chạy ra đón đánh Tân Lê hô các bạn chĩa súng lên. Các tướng mỏi quay lại ra lệnh gì cho bọn dân không biết. Tức thì bọn chúng thôi không hò hét nữa. Trung Nhã nhặn mời Tân Lê và bọn Tùy Tòng lên bãi. Mời các ông cứ lên đây. Chúng tôi bán chuối với khoai cho. Muốn mua bao nhiêu cũng có. Thuyền Tân Lê vào sát. Tức thì chúng nhảy sổ cả xuống. Làm cho bọn Tân Lê dở tay không kịp. Chúng kéo thuyền lên bãi. Bắt tất cả bơi trèo. Và dơ tên vào mác ra dọa nạt. Chiếc thuyền bị giữ lại 3-4 giờ Tân Lê phải hết sức bình tĩnh Mới tránh được một cuộc đổ máu Với hàng vạn dân mọi ở những củ lao ấy Chàng lừa lúc các tướng mọi Còn mải nghe người thông ngôn của chàng bàn cãi Lén lén sai đầy thuyền xuống hồ trốn đi Chàng còn gặp nhiều fan xiềng liềng nữa Bão, đói, giặc cướp Đủ thứ Rồi một buổi sáng kia mới trở về được tới Kawehi Vừa thấy bóng chàng Các bạn reo cười và bán hàng chàng súng chỉ thiên một bọn bế thốc chàng lên, công kênh về trại. Chỉ có một người Âu, nước mắt tràn chứa ra đón chàng. Chàng chợt thấy nao nao cả dạ. Còn một bạn nữa của tôi đâu? Hắn ốm mà. Trời ơi! Hắn không ốm mà. Ông ơi! Hắn chết được 12 hôm rồi. Mổ hắn đây. Và người ấy đưa mùi xoa lên mắt. Tay kia chỉ một đống đá ở bên cạnh trại. Tần lề thấy nước mắt chàng trào ra. Chàng không có thì giờ khóc con người xấu số lâu. Có người báo cho chàng biết Bọn đứng đầu đám thổ dân vùng ấy Đang bàn nhau đánh phá đoàn Đợi đoàn thuyền của vua sứ Uganda mãi Mà tịnh không thấy bóng Chàng đành đi thôi Cũng may mà vua củi lao Akere Lại cho chàng ham nhăm chiếc thuyền Và một đoàn thủy thủ Cũng tạm đủ để chống lại bọn dã man Quanh miền hồ Lần này bọn mỏi vẫn còn muốn kiếm chuyện lôi thôi Nhưng bị quân của Tân Lê đánh cho tan tác Chúng bắt đầu biết sợ Nhờ vậy Tân Lê được yên ổn Mà đi đến tận thác Ripon ở ngay chỗ sông ninh châu vào hồ nhờ đã đi quanh hồ một vòng rồi chàng mới biết ngoài sông ấy chẳng còn con sông nào khác từ hồ mà ra chàng lại được gặp vua oganda lần nữa chàng ngỏ ý với ngài tôi muốn đi xem hồ albert khó lắm dân vùng ấy rất ghét người ngoại quốc tôi sợ ông khó lòng mà tới hồ được tôi được lệnh phải thám hiểm hồ này tôi sẽ tìm mọi cách để tới cho bằng được ông đã không biết sợ là gì thì cứ việc đi nhưng tôi cần phải gìn giữ cho ông tôi cho hai nghìn người đi theo hộ vệ với cả một viên tướng đại tài của tôi để chỉ huy quân lính nữa tiếc thay viên đại tướng đại tài kia chỉ tài việc làm khó dễ cho chàng không những hắn cứ ỉ ra chẳng chịu giúp gì chàng mà lại còn ăn cắp của chàng là khác nữa thêm một nỗi sân quanh hồ nhất định là chống cự vì thế tuy đến được bờ hồ rồi mà tân lê đành trở lại không thể cho thuyền đi quanh hồ cực chẳng đã chàng lại quay về hồ Tanganyika. Chàng còn phải biết hai điều nữa. Điều thứ nhất là tìm nước hồ Tanganyika thoát ra con sông nào. Điều ấy Lý Vinh Tôn đã cố xét mà không ra. Điều thứ hai là dò xem con sông gọi là Lola Ba thật ra là con sông gì. Tuần Lê đi vòng quanh hồ Tanganyika thì thấy chẳng có con sông nào đáng kể. Chàng bèn đi về phía Maniama để vào sông Lola Ba. Con sông này chảy đi đâu? Chưa một nhà thám hiểm nào tìm ra cả. Lý Vinh Tôn đoán rằng đó là một đoạn sông Ninh, nhưng ông chẳng đi xuôi xuống, lại ngược lên mạn nam về phía nguồn. Tần Lê bảo: Tôi chưa biết sông Lô Ba là sông Ninh hay sông Niger hay sông Congo, thì tôi chưa chịu bỏ xứ này. Nhưng tôi đoán nó là sông Congo. Bọn Tần Lê cứ theo con sông mà đi, cho đến một làng kia có nhiều Ả Rập. Trong số ấy có một người đã từng theo một nhà thám hiểm đi do so thám nhiều nơi. Tần Lê thuê hắn, sao hẹn với hắn rằng hắn sẽ phải làm với chàng 3 tháng và chàng đi đâu thì phải bằng lòng đi đấy. Việc ấy xong rồi, bây giờ chỉ còn nghĩ xem nên đi ngược hay là đi xuôi. Tần Lê bàn với người bạn Âu. Chúng ta sắp quyết định một việc thật là quan hệ. Cuộc thám hiểm của ta thành hai bại là do chỗ này. Tôi đã điều đình với tên Ả Rập. Hắn sẽ tìm cho ta 400 phu và 140 khẩu súng. Ta đi về phía nào, bọn hắn cũng phải theo. Dẫu đi về hướng Bắc hay đi về hướng Nam, thì những cái nguy hiểm cũng không thiếu nhé. Đâu có phải vì thế mà ta sợ. Ai chả biết, nếu anh sợ, anh đã chẳng theo tôi làm gì. Nhưng tôi muốn hỏi anh rằng, ta nên đi về phía nam như Tôn hay là đi ngược lại vào những miền mới lạ bí mật. Để rồi có lẽ tới sông Ninh hay là Đại Tây Dương, sau khi đã qua sông Congo chẳng hạn. Có lẽ đi ngược thế thì thích hơn, nhưng ta gieo tiền thử xem. Mà phải đấy, nếu ngửa thì ta về phía Bắc, mà sớp thì ta về phía nam chàng tung đồng hào lên sớp ồ không được ta gieo lại nhưng lại sớp luôn sáu lần như vậy chàng liền bảo không gieo tiền nữa chúng mình rút thăm nếu được cái ngắn thì đi về phương nam được cái dài thì đi về tây bắc rút đi rút lại mấy lần cũng là về phía nam tân lê cười mà bảo thế là đủ lắm lòng rời muốn ta về mạn nam nhưng tôi lại muốn trái lòng rời một chuyến ta đi về mạn kia. Phải rồi. Và cả hai cười vang lên. Dọc theo bờ sông, toàn rừng rú vào núi non hiểm trở. Thổ dân thì mọi giờ ghét người lạ và ưa chém giết. Có lẽ còn hơn các nơi đoàn thám hiểm đã qua. Bọn phu trong đoàn bởi phải khuôn vác nhiều đồ đạc nặng. Nhất là những kẻ phải vác thuyền, rước cả vai, luôn luôn cào nhau hoặc kêu ai oái. Tần Lê phải hết sức dỗ ngon dỗ ngọt, chúng mới không bỏ chàng. Một hôm chàng đến một làng kia Chạy dài thành một phố trên bờ sông Từ đầu đến cuối làng Nhà nào cũng có một đống sọ trắng hơn hớn Xem ngay trước cửa Nhà thám hiểm thấy tóc gáy dựng đứng lên tua tủa Chàng cố làm ra bình tĩnh Hỏi người tử trường Những cái sọ này là sọ gì đây Thịt đấy mà Thịt lấy ở đâu ra Ở trong rừng À thịt con vật gì mà lạ nhỉ Không phải là con vật đây là thịt những thằng người bé chỉ bằng trẻ con chúng nó đến làng ăn cắp hoa quả hay thóc lúa chúng tôi ra đuổi giết giết được thằng nào đem về ăn thịt giá dạ, tôi được xem một thằng thì hay quá cố tìm cho tôi một thằng còn sống hay chết rồi cũng được tôi sẽ thưởng viên tù trưởng trả lời không có sẵn chàng cũng không thể ở lại lâu để đợi xem giống người kỳ lạ nói trên nhưng về sau hỏi sao mới biết đó là một giống người lùn trú ẩn trong các khu rừng quanh đấy Vùng này là một vùng nhan nhản những dân ăn thịt người. Đến đoạn này, con sông không còn gọi là Lô La Ba nữa. Muốn kỷ niệm nhà bác học đã hao phí bao tâm lực để theo dõi nó. Tân Lê đặt tên cho nó là Ly Vinh Tôn. Bởi phu trong đoàn đều tỏ vẻ mệt nhoài, khó lòng đi mãi được. Chàng bèn sai thả thuyền xuống nước, rồi thay phiên nhau mỗi bọn ngồi một quãng. Nhưng những thác nước lại nhiều lắm, mà gặp thác thì thuyền bè không tài nào đi nổi. Lúc này mới là lúc lôi thôi, Họ phải đi vòng để tránh và y ai kéo thuyền trên cạn. Đã thế mà có lẽ chẳng ngày nào là không phải đánh nhau với thổ dân. Vì thế nên họ đi chậm lắm. Càng chậm thì bọn phu càng nản càng cao nhau. Chính tên Ả Rập cũng bắt đầu thấy ngại. Hắn bất cần lời đã hứa cứ bỏ đoàn. Thành thử Tân Lê còn trọi lại có một mình với bọn phu. Bỡ ngỡ trước một miền đầy bí mật. Giống ngoài ăn thịt người thì vẫn còn nhan nhản. Nhiều khi dừng lại một nơi nào để tìm chỗ nghỉ ngơi hoặc kiếm đồ ăn. Chàng chỉ gặp toàn những anh mọi nghe những cái răng sắc như răng chó sói ra bảo Chúng tôi chẳng lôi thôi gì hết Khôn hồn thì đi đi cho chóng Không chúng tôi thì ngay lập tức Thế là bọn chàng lại đành nhịn đói mà rời đi Một chiều kia Vừa xong một cái thác Cả bọn đã mệt nhoài Không còn lê đi được nữa Mà bụng thì lại đói Thấy một làng gần đấy họ đánh liều vào Tân lê ra hiệu cho bọn thổ dân Đứng trên bờ hiểu rằng bọn chàng muốn có thức gì ăn. Chàng lại rơi cho chúng những cái xuyến, những cái vòng cổ và những khoanh dây đồng. Viên chúa mọi và một bọn dân làng lại gần thuyền và ra hiệu cho tân lê theo họ. Trông nét mặt ông ta hiền hậu, không giống với những bọn mọi chàng vẫn gặp. Chàng cũng được yên lòng và đi theo. Và lại không theo hắn thì cũng chết. Cơ thể chàng đã hầu rũ liệt vì nhìn ăn. Người chúa mọi sai đem chuối và cá ra phát cho từng người một rồi hắn ngồi trò chuyện thân mật với tân lê bỗng hắn trông thấy cái mặt xanh xao của người bạn tân lê ở dưới một cái thuyền người da trắng kia là ai đấy em tôi đấy này tôi muốn hắn trích huyết kết nghĩa với con trai tôi ông có thuận không cố nhiên là chàng thuận có là một nhà thám hiểm mới hiểu rằng kết bạn với một anh mọi mũi dị và già đen như than mỏ cũng không phải là một cái nhục cho màu da của mình chàng gọi bạn lên lễ trích huyết cử hành lập tức từ đây đôi bên đã thành thân Tần Lê lợi dụng dịp may mắn ấy Để hỏi tên con sông chàng đang theo Con sông này gọi là sông gì Ông có biết không Chính là sông cả đấy Tôi vẫn biết Nhưng chắc có tên khác nữa Cái tên người vùng đây quen gọi ấy mà À tôi hiểu Chúng tôi gọi là Yokolo Ya Congo Nghĩa là sông Congo Tân Lê trực gieo lên Vậy ra đúng là con sông Congo Chảy ra đại Tây Dương đây rồi Chàng đoán quả không sai Cứ việc mà tiến lên Chào ôi công việc mười phần Như thế là đã xong đến tám chín rồi Nhưng cái khổ đã xong đâu Lương ăn càng ngày càng thiếu thốn Thác thì hết cái này sang cái khác Chẳng bao giờ hết Biết bao bạn đồng hành của Tân Lê Bị dòng nước réo ảo ảo cuốn đi Mãi đến lúc đoàn chỉ còn cách Đại Tây Dương có mấy ngày đường Tân Lê còn bị cướp mất người bạn đồng hương cuối cùng Đã ít lâu nay Người bạn Tân Lê bị một vết sâu quảng ở chân nên không đi được. Đến một cái thác dữ dội kia, người ta phải kéo thuyền lên cạn. Người thiếu niên anh cát lợi phải ngồi chờ một chỗ, để người ta mang võng đến khiêng đi. Nhưng vốn gan góc và ưa hoạt động, chàng ngỏ ý muốn cứ dùng thuyền vượt thác. Bọn phù hết sức can và nói quả quyết rằng, dẫu có tài trời cũng không vượt nổi. Chàng mỉm cười bà bảo, giá tôi có một vài người da trắng cùng đi, thì chúng tôi cứ đi bừa các anh còn sợ chết một tên thủy thủ nghiêm trang bảo không phải thế đâu thầy ạ à. tôi không biết sợ mà chính tôi đã cứu được nhiều người sắp chết rồi hắn quay ra gọi to các bạn anh em ạ à, tôi biết chắc ta bước xuống thuyền là chết không kịp ngáp nhưng anh em phải biết rằng người da đen chúng ta gan liều chẳng kém gì người da trắng anh em có muốn tỏ rằng chúng mình coi thường cái chết không cả bọn cùng hăng hái tôi rất muốn tôi rất muốn Thế là chúng xuống thuyền với người Âu Con thuyền vừa ra được khỏi bờ Đã bị nước cuốn phăng đi Nó trôi vèo vèo Nhô lên chui xuống quay lòng lóc Rồi bị xoáy tuột xuống lòng sông mất Thế là ra đi đủ bốn người Bấy giờ còn lại một mình Tân Lê Sắp tới đại dương rồi Nhưng tình cảnh đoàn thám hiểm Cũng chẳng hơn chút nào Đến gần một cái thác kia Thuyền đi dưới nước thì không được Mà kéo trên cạn thì vướng đá Người thì kiệt sức đành bỏ thuyền nằm đấy vậy. Tuần Lê định cố đi đến Emboma, một thị trấn ở hữu ngạn sông Congo gần bờ bể. Đến đấy mày ra có thể gặp người Âu. Khô nỗi không ai còn sức mà đi được. Lương thực hết đã lâu, mà bọn mỏi thì nhất định không chịu bán đồ ăn cho đoàn. Vải, dây thao và hoa hột ở chỗ này không còn là vật quý nữa. Chỗ này gần bờ bể, dân được gặp những lái buôn ngoại quốc mang hàng vào buôn. Nghĩ mãi. Chỉ còn một cách là viết thư thuê người đem đến Embo Ma để xin bất cứ một người Âu nào cứu giúp. Tân Lê viết một bức thư bằng tiếng Anh và nhiều bức nữa bằng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha thuê người mang đi. Quả nhiên là hiệu nghiệm. Chẳng bao lâu chúng đã trở về với những bức thư trả lời và những bì đầy các thức ăn và rượu ngọt. Hôm sau, nhiều nhà buôn ở Embo Ma đến đón đoàn. Họ tải theo rất nhiều lương thực. Cả bọn Tân Lê được ăn uống no say hết đói, hết khổ, hết nhọc nhằn lo lắng. Anh em ơi! Kìa, biển cả kia rồi! Bọn phù sa đen giao hỏi như những thằng quỷ vừa sống ra khỏi lao tù của Diêm Vương. Chúng nhảy cẫng lên, chúng múa may chân tay, chúng bá lấy cổ nhau mà nhảy. Cũng có anh không biết tỏ nỗi sướng bằng cách gì cho thật mạnh, đấm thùm thụp vào lưng người đứng bên. Tân Lê nhìn chúng như nhìn lũ con yêu, miệng chàng cười lẳng lặng, đôi mắt chàng ướt đẫm những giọt nước mắt sung sướng vì thấy công cuộc đã hoàn thành nhưng cũng lẫn đôi giọt đau thương vì những bạn xấu số đã bỏ mạng ở đó đây trên con đường gian nan qua phi châu bí mật chàng đưa khăn tay lên mắt mấy anh mọi đen trông thấy thế là chúng chạy xô cả lại bế thốc lấy chàng gần như tung chàng lên không khí kiệu chàng lên vai tiếng vỗ tay của người âu rầm rập tiếng giao hò của người da đen vang lên như một khúc nhạc mọi dọ ca khải hoàn Châu Phi có những con sông nào? Sông Ninh, sông Niger, sông Congo, sông Zambezi và cái thước kẻ của bạn cầm trong tay chỉ những nét màu xanh lơ ngoằn ngoèo trên bức địa đồ treo trên tường. Nhưng các bạn yêu ơi, các bạn có bao giờ nghĩ rằng, chỉ vì muốn có thể vẽ những nét ngoằn ngoèo kia cho thật đúng mà có người đã phải tiêu rất nhiều tiền, chịu đủ thứ nhọc nhằn nguy hiểm và phí hàng trăm sinh mệnh. Một sự tiến bộ còn con về khoa học phải cần đến bao nhiêu là hy sinh. Câu chuyện giời đánh Chương 1 Oai trời Đêm hôm ấy, mưa to gió lớn, trời tối đen như mực, thỉnh thoảng một làn chớp làm choáng nhỏ mắt. Tiếp theo là những tiếng sát kinh thiên động địa, Gieo sự khủng khiếp lo sợ trong lòng mọi người Trước ưu giận của trời Dẫu người cường bóng bia đến đâu Cũng thấy mình nhỏ bé yếu ớt Và nhất là những kẻ mà trong đời Đã phạm trên một tội ác Lúc này bỗng thấy run sợ trước oai trời Mỗi một làn chớp Mỗi một tiếng sét Là làm cho chúng xanh mắt Lo lắng rằng sự trừng phạt đã đến Ông thiên lôi về cái lưỡi tầm xét của ông Theo lệnh của Đức Ngọc Hoàng Sẵn sàng đánh chết ngay chúng vì dẫu chúng trăm mưa ngàn kế tuy thoát khỏi sự trừng phạt của xã hội của người thường không một hành vi một người nói nào của những kẻ ác mà lại thoát khỏi tay mắt của đấng thượng đế tối cao tối linh cho nên mỗi lần mưa gió sấm chớp ầm ầm là mỗi lần những kẻ ác tự nhiên phải nhớ lại những tội của chúng và hối hận những sự đã làm mong thầm rời thương thánh độ tha tội cho chúng lần này nhưng rời rất công minh hiểu biết chỉ những lúc nhìn thấy cái chết trừng phạt trước mắt những kẻ ác mới thấy hối hận Mới muốn sống một đời lương thiện Còn như khi cái sợ chết qua rồi Khi thoát khỏi cơn nguy hiểm Thì chúng lại chứng nào tật ấy Nên rời không thể tha chúng được Và không chóng thì trời Có ngày chúng phải trả nợ tội ác của chúng Đêm này cũng như mọi đêm Dưới trời mưa gió Sau mỗi tiếng xét rùng sợn là một kẻ ác phải chết dưới lưỡi tầm sát của ông thiên lôi nghiêm khắc dữ tợn trong mạc phủ quân lính đã ngủ yên trừ bốn tên lính đứng canh ở bốn tròi lẫn vào tiếng sấm ầm ầm từng khác lại từng khác, tiếng trống và tiếng chiêng ở bốn trại canh đưa ra oai nghiêm đĩnh đạc trong trại canh phía bắc viên cai tứ tay sách gươm trần đi đi lại lại nhờ những ánh chớp sáng ta nhận thấy cai tứ vóc người to lớn lanh lẹn nét mặt hiền từ năm ấy cai tứ tuổi mười ba nhưng trông đã đến bốn mươi cai tứ đối với anh em tại ngũ đều được quý mến với tính tình hiền lành trung hậu Nhưng ai tình ý sẽ bắt gặp nhiều lúc Bác ta ưa tìm chỗ vắng vẻ ngồi một mình Nét mặt buồn thảm lo lắng Đêm nay trước cảnh trời mưa gió sấm sét Mặt bác càng đầy vẻ lo âu Bác đứng ngồi không yên Luôn luôn nhìn lên những tia sáng Của chớp xé đôi màu trời đen sẫm Sợ hãi Bác nhớ lại một chuyện 5 năm, năm về trước Bác dùng mình Linh tính báo cho bác biết một tai nạn gì đương chở bác Rời mưa càng to gió càng mạnh nghe những tiếng hét ghê gớm của muôn nghìn thú dữ trong rừng thẳm những tiếng sét càng mau càng to soạt soạt ầm ỉ, inh tai nhức óc vút một làn chớp sáng loáng sáng nhất từ lúc mới mưa và tiếp sau ngay là một tiếng sét kinh thiên động địa một vệt lửa dài ngoàng ngoèo xanh lè đánh thẳng vào tròi phía bắc của mạc phủ là nơi cai tứ đứng canh trong ánh lửa thầy cai tứ giơ tay ôm lấy đầu kêu thét lên một tiếng rùng rợn và ngã vật xuống sàn gạch chết tươi. Một dòng máu dì chảy bên mép xuống cầm, chiếc gươm của bác văng ra một nơi xa. Sáng sớm hôm sau trời tạnh giáo, cái tin bác cai tứ hiền lành bị xét đánh chết đêm hôm qua lan ra rất chóng. Trong trại mạc phù, anh em đồng ngũ của cai tứ, ai nghe tin cũng sửng sốt. Không ai lại ngờ được một người hiền lành ngoan ngoãn từ khi xung vào đội quân canh mạc phủ, chưa hề làm hại đến một con ruồi, lại phải chịu chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy. Ai cũng ái ngại Ai cũng thường xót Và hỏi nhau xem từ xưa cai tứ đã là một tội ác gì chưa Người ta hỏi nhau không phải vì muốn soi mói Tìm biết rõ đời tư của bạn đồng ngũ Nhưng muốn hiểu rõ Tại sao một người hiền lành như cai tứ Lại chịu cái hình phạt nặng nề ấy Người ta càng thương cai tứ vì bác chết đi Để lại vợ dại và hai đứa con thơ Một kẻ trời đánh Dư luận của xã hội với kẻ xấu số Bao giờ cũng không tốt đẹp Lẫn vào trong tình thương Không nói chi đến người quen thuộc Mà cả đến họ hàng cũng thấy lòng mình sao xuyến Vì một cảm giác không tốt đẹp Người ta thương nhưng người ta lại sợ Sợ vì người ta thấy trong cái chết ấy Một sự trừng phạt Một sức mạnh vô hình đã ra oai Người ta cảm thấy linh hồn của kẻ chết Không được trong trắng Không được lên thiên đường Và còn có khi phải xuống địa ngục Đem ra trước riêng vương xét tội lần nữa Dẫu người chết là người thân yêu đến đâu trong cái chết khác thường ấy người sống cũng không khỏi thắc mắc nghi ngờ không biết rằng người chết ấy trong lúc sống đã chưa hẳn là không làm điều gì ác và có những công việc riêng mà chồng giấu vợ bố giấu con làm thế nào mà rõ được cái chết của cai tứ cũng thế đành rằng trong năm năm gần đây từ ngày đang vào lính mạc phù cai tứ tỏ ra một viên cai tốt và một năm sau khi lấy vợ rồi có con cai tứ tỏ ra là một người chồng và một người cha mẫu mực nhưng còn quá khứ của Cai Tứ Không mấy người rõ Có nhiều người bạn đồng ngũ biết Cai Tứ Khi Cai Tứ còn chân lính Nhưng những người ấy toàn đóng mỗi người ở mỗi tỉnh xa Người ta đồn Khi Cai Tứ còn là chân lính Khi lính Tứ chưa có vợ con Cũng đã sống những ngày lênh đênh chìm nổi Một cuộc đời bừa bãi của một kẻ không nhà Lính Tứ trước kia Cũng đã sống một đời ăn chơi phóng đáng Người ta chỉ biết lờ mờ vậy thôi Cuộc đời quá khứ của Cai Tứ khi còn là lính vẫn bị một màn bí mật bao phủ nhưng việc đời không biết thế nào mà lường có mấy ai học đến chữ ngờ cách bảy tám năm đây lính tứ đã phạm một tội ác rất lớn chỉ riêng có lính tứ và một người bạn nữa rõ và ai ngờ người bạn ấy là ở gần ngay mạc phủ người lính bạn cai tứ sau khi mãn lính liền về buôn bán ngay tại đế đô còn lính tứ lại xin đăng lính hạn nữa nên mới được thăng cai khi thấy tin cai tứ bị xét quật chết. Bác hậu, người lính về đi buôn ấy không tỏ vẻ chi ngạc nhiên cả. Bác khẽ lắc đầu lầm nhầm một mình. Thật là giỏi có mắt, sao mà thoát khỏi tội. Thế rồi thôi, bác không hề nói hở chuyện với ai, dẫu với vợ con. Vợ bác nhớ là trước kia chồng mình có quen biết, đi lại chơi bẩy rất thân với cai tứ. Có ý gạn hỏi xem, cai tứ có phạm tội ác gì không? Nhưng bác hậu làm như không biết gì cả. Bác giả như mọi người chỉ chép miệng phản nàn cho bạn mình xấu số. Vợ bác cũng không hỏi thêm. Bác hậu im lặng, vùi kiến trong lòng sự bí mật của bạn vì bác muốn giữ tiếng tốt cho bạn mình. Cho người đời khỏi mai mỉa, nói ra bây giờ có ích gì, dẫu sao thì bạn mình cũng chết rồi. Một người sư nữ Năm sáu năm trước đây, bác hậu nhớ lại khi ấy tứ và hậu hãy còn là hai anh lính quen. Tứ và hậu là hai bạn học từ thủa thơ ấu, sự tình cờ may mắn run rủi cho hai bạn học đồng quận khi đang lính lại được đóng đồng ngũ. Tình thân càng trở nên mật thiết, hai người không lúc nào rời nhau nửa bước, trừ những lúc việc quan, mỗi người phải xa nhau vài buổi. Anh em đồng ngũ đã chê tứ vào hậu là hai vợ chồng. Tuy hai người thân thiết với nhau thế, mà tính nết lại khác hẳn nhau. Hậu thì hiền lành chất phác, trùng hậu như cái tên của bác, còn tứ trái lại tính quỷ quái tinh ma và chơi bời. Mới ngoài 20 tuổi mà ngón chơi gì tứ cũng giỏi Cờ bạc, trai gái, rượu chè Nhiều lần Hậu lấy tỉnh thân cố khuyên nhủ cho Tứ Thuần lại tính Bỏ nét chơi bời để rồi còn lập gia đình Sinh con đẻ cái Thờ phụng tổ tiên Vì Tứ là con giai trường Nể bạn lắm Lính Tứ chỉ chịu nhịn chơi bời được ít ngày Rồi sau chứng nào lại tật ấy Biết bao nhiêu bận Vì hết lòng với bạn Muốn cho bạn trở nên người khá giả mà hậu không tiếc lời khuyên nhiều khi lòng yêu bạn quá mạnh hậu không ngần ngại gì mà nói thẳng nói nặng khiến cho tứ phát cáu phát giận hậu bao giờ chẳng vậy thuốc đáng dã tật nhờ thật mất lòng nhưng được cái hậu tốt nhịn và nhất là nhịn với một người bạn mà mình hết lòng yêu thương thì có chi là xấu nên hậu lại làm lành trước và trước sự vồn vã thân thiết của hậu đôi bạn lại hòa hảo với nhau ngay tháng ấy là tháng chạp tháng củ mật Một tháng làm ăn của tụi trộm cướp Nhất là ở vùng Đông Triều Còn núi rừng tiện lợi cho quân trộm cướp lần lút Không mấy đêm là không xảy ra cướp bóc Chúng họp thành đoàn đông Có khi đến trên 20 đứa Tên đầu đảng thường thường là võ nghệ tinh thông Nên tụi quân của hắn Cũng được chủ tướng truyền cho mấy miếng đánh đỡ Chúng có đủ khí giới Giáo mát, thiết lĩnh, cung tên Nên chúng hành hành dữ dội. Tuần phu của các làng Không đủ sức chống chọi với chúng Dần dàn khi ấy thật là điêu đứng khổ sở Gần Tết Đáng lẽ họ được vui vẻ Vì sắp được sống mấy ngày vui đón xuân thì trái lại Họ sống như nằm trên bàn trông Luôn luôn nơm nớp lo đến tài sản Đến tính mệnh Tiếng than phiền đến tai phủ quan Phủ quan đưa giấy về tỉnh Xin phái quan quân về dẹp tụi cướp gần như giặc cỏ ấy Tiền cáo cấp lên đến mạc phủ Vua mạc tuy đương bận nhiều việc triều chính Cũng phái một vị võ quan đem hơn trăm quân xương tiểu trừ bọn cướp. Chính trong đám quân ấy có hai bạn nối khố nhau là lính tứ và lính hậu. Một trong quân lính dưới quyền của vị võ quan Mạc Hùng, một vị bọ quan trẻ tuổi rất nghiêm khắc, rất can đảm, đóng ngay bên huyện Lệ Đông Triều. Quân lính dưới quyền những viên cai đội, đêm đêm chia nhau ra từng tốp hai chục người, khi giới đầy đủ, đi tuần khắp trong hạt. Ban ngày họ lại đóng tại các đình chùa, Cờ nước đã có những dân các làng cung cấp, vì quân lệnh nghiêm nên quân lính không hề quấy nhiễu nhân dân một tí gì vì thế nên dân các làng không tiếc gì của cải mà bảo nhau gom góp vui vẻ cung đốn rượu ngon thịt cá hoa quả cho những người đã đến trai trò cho họ nhưng quân lệnh có nghiêm mà trong đám hơn trăm quân lính ấy không khỏi có người làm sàng bậy gây ra tai họa không nhỏ để rồi sáu bảy năm sau phải trả nợ cái tội ác ấy bằng một cái chết bất đắc kỳ tử người gây ra tai họa ấy chính là lính tứ mà sau này đóng cai trong mạc phủ. Đêm ấy, dưới quyền một viên cai, 20 quân lính can đảm sục sạo trong một khu rừng phía bắc huyện lỵ để tìm một bọn cướp vừa chạy về phương ấy. Trong số 20 quân lính ấy có lính tứ và lại cố nhiên có lính hậu. Cuộc săn đuổi rất nguy hiểm gai go. Hai bên lính và cướp cùng nhau xung đột khá lâu và hai bên đều có người bị thương. Toàn cướp về sau yếu thế bỏ chạy tán loạn vào rừng sâu để lại hai cái xác và ba tên bị trọng thương quan quân đắc thắng rút ra khỏi rừng vui vẻ một vài tên lính bị thương nhẹ vừa đi tập tĩnh vừa bông đùa trước sự thắng lợi vẻ vang dân làng cạnh rừng ấy mở một tiệc lớn khao quân sĩ rượu nồng xê béo không còn thiếu từ viên cai đến tên lính hiền nhất như lính hậu ai cũng say túy lúy họ nô đùa ầm ý làm huyên náo cả làng từ trước đến nay vẫn sống im lìm chìm đắm trong sợ hãi Họ nằm ngồi bừa bãi trên những chiếc chiếu lệch lạc và hoen ố rượu thịt. Người thì hát, người thì múa, có kẻ say quá, nằm lăn cả ra ngoài sàn gạch, ngủ và ngáy khò khò. Lính hậu tuy say, nhưng bản tính hiền lành, nên khi thấy mình say quá, cô ăn mấy muối chanh cho tỉnh, để khỏi phạm điều sàng bậy. Bấy giờ lính hậu đã tinh tỉnh, rồi dựa lưng vào cột đình để nhìn và nghe các bạn nô đùa. Lính tứ vốn tính ăn chơi, nên uống được rất nhiều rượu. Lúc thường, tứ đã hay nghịch tinh khi say lại càng nô nghịch dữ bác nhớ đến bạn cố chi của bác là lính hậu nên đứng lên ngơ ngác tìm trần nam đá chân siêu bác đi lại phía cột và túm cổ áo à, bác hậu lôi dậy và lè nhè dù ta đi chơi đi đi đâu bây giờ khuya rồi lính tứ càng lè nhè chào ôi thì cứ đi để trời mát cho hả diệu chứ còn đi đâu nữa thế là hai tướng ngả nghiêng đi ra khỏi đình Gió mát làm cho họ tinh tỉnh Nên họ đi đứng đã thẳng thắn Họ cứ ven rừng đi mãi Vui chân không còn nghĩ đến độ đường đã xa Hai người đi mãi đã thấy mỏi Nhìn quanh quần tìm một túp nhà Để vào xin nghỉ chân và uống nước Vì rượu vào làm cho họ khát như cháy cổ Nhìn lúc ấy vào quãng canh hai canh ba Nhà nào còn thức nữa mà nhìn thấy ánh đèn Hai người bỗng đâm ra lo ngại Ngại thu giữ vì trong lúc cao hứng Hai người ra đi không cầm theo khi giới gì cả Ánh trăng lờ mờ Chỉ làm cho họ nhìn thấy những đám cây tối om Tịnh không có một ánh đèn con Hay một tiếng chó sủa để tỏ ra Quanh nơi gần đấy có người ở Hai bạn cố gắng nhìn Nhìn mãi Bỗng tứ giơ tay nắm lấy cánh tay hậu và hỏi Bà có người thấy mùi gì không? Hậu nghe hỏi đã trột xả dạ tưởng là tứ hỏi mình có người thấy mùi hổ báo Nhưng thấy giọng hỏi của bạn không có ý gì lo âu Bác hậu phập phồng hai lỗ mũi Cô ý đánh hơi vào một lát sau mừng rỡ trả lời. Có, có bác ạ. À. Hình như có mùi hương. Từ thấy bạn trả lời trùng ý mình, mừng rỡ reo. Thế là chúng ta có chỗ nghỉ chân rồi. Có mùi hương chắc là ngay ở đằng đầu ngọn gió kia phải có đền, miếu, chua chiên. Hai người đều mừng rỡ, tiến thẳng trước mặt. Quả nhiên đi được giam trăm bước. Bên đường lờ mờ hiện ra hình một ngôi chùa khá to. Hai người bước qua tam quan, Ghe mắt nhìn vào trong chùa Đèn đóm đã tắt cả Nhưng trên ban thờ Phật Hàng chục ngọn lửa bé lập lè cháy Mùi hương đưa ra thơm ngát Cửa Phật không hẹp Nghĩ vậy nên lính Tứ đánh bảo gõ cửa Đêm đã khuya Trong chùa chắc sư đã ngủ say Nên bác Tứ gọi hai ba tiếng sau Mới nghe có tiếng chân người lề xệt Đi đất tiếng ra phía cửa Rồi có tiếng hỏi Ai đây? Đêm khuya khoát có việc gì? Nghe tiếng hỏi tứ và hậu quay lại nhau thì thầm ngạc nhiên và ngần ngại già chùa sư nữ bác ạ à? tứ đánh bảo thưa thưa à bạch sư chúng tôi là lính tỉnh về dẹp giặc cướp đêm khuya qua rừng không có chỗ ẩn sợ gặp thú dữ nên đánh bảo xin nhà chùa cho ngủ nhờ một lát sáng sớm xin đi ngay bên trong có tiếng giả nhở trong trèo nhưng thưa người đây là chùa sư nữ chúng tôi không thể tiếp người được Hai người khẩn khoản nói mãi Vì đi nhiều Không những chân mỏi mà xương sống cũng như muốn còng lại Hai người chỉ mong sao có chỗ kín đáo Khỏi làm mồi cho thú dữ và được một tấm phản mà ngả lưng Không sao được Tiếng sư nữ vọng ra bảo để hỏi lại sư bà xem Người có bằng lòng không Hai người chờ một lát sau Thì nghe có tiếng lách cách mở then cửa Và bên trong đã có ánh đèn sáng Cửa mở Hai người bước vào Và trong chùa hơi sáng vì đèn đã khêu to hai người nhận thấy một vị sư nữ già ngót trăm tuổi, đầu tóc bạc phơ, có vẻ tiên phong đạo cốt. Đằng sau vị sư già là một ni cô, tay cầm một ngọn đèn dầu lạc. Tuy không sáng lắm, mà hai người đều nhận thấy ni cô đẹp lạ lùng. Hai người cúi đầu chào và cảm ơn sư già cùng ni cô đã cứu giúp. Nhưng một khi cơn sợ đã qua, lính tứ lại trở lại với cái bản năng ngỗ nghịch của hắn. Thấy ni cô nhàn sắc, sau câu cảm ơn Lính tứ đã hỏi luôn cô mấy câu vớ vẩn Mà kể bạn đã bấm tay ra hiệu bảo im Và làm ngơ như không thấy vẻ mặt bất bình trên mặt sư già Và vẻ tức giận và e thẹn của Nico. Lính tứ quên cả rằng mình đứng trước Phật đài Quên cả hai người đàn bà đứng trước mặt mình kia Tuy yếu ớt thực Nhưng đã vừa ra ơn cứu mình và bạn khỏi những sự nguy hiểm bất ngờ của rừng thẳm. Lính tứ cứ vẫn nhầm nháo Hỏi vớ vẩn gần như xuồng xã với Nico, Lại thêm hơi rượu còn lại Linh Tứ quên cả quân lệnh Quên cả nơi mình đương đứng Quên hết cả thầy Nico không giả nhời Linh Tứ tiến lên một bước Nico sợ hãi lùi chạy Linh Tứ cười sảng sặc Và tiến lên bước nữa Nico luống cuống chạy quanh cái cột Linh Tứ xảo chân theo Bác hậu cố chạy theo giữ bạn Tiếng chân sầm sập Làm cho Nico hoảng sợ hiểu nhầm Tưởng bác hậu cũng có ý trêu mình Nên sợ quá Nico không dám chạy quanh cột nữa Bà vùng chạy ra ngoài Và coi chân cố chạy về phía làng xóm Miệng kêu không ra tiếng Lính tứ không chịu tha Cũng vùng chạy theo Bác hậu lèm nhèm kêu khổ Cũng cố chạy theo nốt Một là để can ngăn bản Hai là giữ Ni cô lại Sợ Ni cô vào rừng làm mồi cho thú giữ Thấy cả hai người cùng đuổi Ni cô càng hoảng sợ Cố hết sức chạy nhanh Nhưng lính tứ cũng theo kịp Và lúc sát đến nơi Lính tứ giơ tay tùm lấy tà áo Ni cô Nico sợ run rẩy cả người Nhưng thoáng một cái Đức Phật tử bi giơ tay cứu độ, Xui khiến cho Nico nghĩ được một mưu rất hay Nico vội cởi rất nhanh áo ngoài Và văng mình vào trong đêm tối Trong lúc bất ngờ Linh tứ đường co kéo bỗng mất sức Lào đào suýt ngã ngửa. Lúc gượng đứng vững Chỉ thấy trơ ra trong tay cầm một cái áo dài Ngước nhìn lên Thấy Nico đã chạy xa và thoát vào trong làng xóm Biết rằng đuổi cũng vô ích vì đến chỗ có đông người ở Linh Tư đứng im Cầm cái áo dài nâu trong tay Bác hậu đuổi kịp Trách móc bạn không tiếc lời Nhưng lúc này bác Tứ còn nề gì bạn nữa Hai người cãi nhau kịch liệt Và giết thành ẩu đả Nếu bác hậu không tốt nhịn Oan thị kính Nhi cô chạy được đến xóm trên Thì người mệt là May sao vừa kịp đến một nhà ở đầu xóm Nếu không thì Nico đành là ngã khụy xuống bên đường Nhi cô gượng lấy sức khỏe cuối cùng bước lại bên cổng cất tiếng gọi. Đấy là nhà một ông lang trẻ nổi tiếng khắp vùng. Đêm nay ông lang vì có người làng bên mời đi chữa bệnh cần kíp nên không về. Nghe tiếng người gọi trong đêm tối, bà lang không rõ tiếng đàn ông hay đàn bà quát đuổi. Nhà tôi đi chữa bệnh làng xa, ở nhà có một mình tôi, không thể mở cửa đêm khuya được. Nhi cô cố nói nhưng vì mệt nên tiếng nói phều phào, càng khiến bà lang cáu giận nhất định không chịu mở cửa. Mãi sau, Nico hiểu biết, nên cô nén lòng đứng nghỉ một lúc lâu cho hơi thở đều đều, mới cất tiếng hỏi lần nữa. Lần này bà La nghe rõ tiếng con gái mới mở cửa. Nico bước vào, quần áo lấm vùi vì vấp ngã và chiếc áo cánh vì xiết vào gai góc nên rách bươm. Trong tình cảnh Nico, bà Lang ngạc nhiên hết sức. Sau khi nghe Nico kể lại nỗi nguy nan, bà Lang hết sức ái ngại, dọn chỗ cho Nico nghỉ ngơi sang trồng canh năm trời đã tờ mở sáng nico không muốn rằng người trong xóm sẽ tò mò hỏi chuyện mình nghi hiểu rõ đã vậy nhỡ có kẻ hồ đồ phao vô điều này điều khác thì sao nên nico trở dậy cảm ơn bà lang và xin ra về trời mới tờ mờ nhưng về đến chùa sẽ sáng bạch dẫu hai người lính còn ở đấy cũng không sao nico nghĩ vậy lúc bước chân ra đến ngưỡng cửa nico bỗng ngẩn ngại khi nhìn đến chiếc áo cánh của mình xách tơi tả hở cả vai. Nico lo ngại nhỡ dọc đường gặp dân làng bên đi làm sớm. Thấy mình thế, họ sẽ bàn tán nhiều lắm, hại đến thanh danh chùa mình. Bà Lang nhận thấy sự băn khoăn của Nico gạn hỏi. Và sau bà vui vẻ mở hòm, lấy ra một chiếc áo dài đưa Nico mượn. Và Nico hứa sẽ đem giả. Phần thì qua một đêm mệt nhọc vì chạy trốn. Phần vì cảm xúc quá mạnh. Nên về đến chùa, Nico lên cơn sốt dữ rồi và sau một đêm mê sảng Nico cô từ trần. Tội ác đã nảy mầm trong cuộc đời lính tứ, nhưng tội ác còn nảy nở nữa và đè nặng lên vai lính tứ, để năm sáu năm sau mới thấy kết quả tai hại. Sáng hôm sau, ông lang về lại vào lúc bà lang đi chợ. Ông mở hòm định cất chiếc áo lương dài đi và lấy cái áo nâu dài mặc thì thấy mất. Ông tìm tòi, hỏi đến con, một đứa con dài mới lên 4 năm tuổi, hãy còn dại dột, đã biết phân biệt thế nào là sư nam sư nữ đứa bé bập bẹ. Tối qua con thấy mẹ dậy mở cửa cho một ông sư vào. Ông ấy ngủ ở đây và sáng nay bu cho ông ấy cái áo dài. Nghe nói ông Lang giận thất sắc, giận vợ bất chính, nên khi vợ vừa về đến cổng, không kịp đôi hồi, ông mắng chửi vợ tàn nhẫn. Bà Lang đã hết sức phân trần, xin đi ngay sang làng bên tìm đi cô để hỏi cho ra lẽ. Nhưng ông Lang cả giận mất khôn, cho là bà Lang nói thác ra để che đậy lỗi. Ông càng chửi mắng vợ tàn tệ Hàng xóm đổ đến xem đông Khiến bà lang xấu hổ Đêm ấy lấy dây lưng treo cổ lên xà nhà tự tử Những ngày hôm sau Ông Lan ngồi trong vườn Nghĩ đến cái chết của vợ mà ông hối hận đã quá nóng Nhưng ông vẫn thắc mắc trong lòng Không hiểu nhảy con trẻ có thật hay không Làm thế nào mà biết rõ sự thực Nhớ lại lời vợ nói Cho một ni cô làng bên mượn chiếc áo ấy Nhưng quanh đây Bốn năm làng đều có chùa sư nữ Biết chùa nào mà hỏi vào một chùa sư nữ đòi một cái áo dài đàn ông Nhất là người đi đòi lại trẻ như ông Lang Là một điều không dễ mỗi lúc làm ngay được Và mấy hôm sau Sau việc ma chay Lòng ông mấy lúc được thư thái mà làm việc ấy Việc tuy không khó khăn gì Nhưng cũng phải tìm nhờ một người đàn bà mới làm được Ông cũng định thư thả giam ba ngày Lòng ông nguôi nguôi vào việc nhà yên Ông sẽ nhờ người tìm kiếm cho ra cái áo của ông Và trong lòng ông thầm khấn trời Phật cho lời nói của vợ ông là thực Ông thầm mong cái áo của ông sẽ được tìm thấy trong tay một ni cô để rửa tiếng oan của vợ với dân làng nước, cho hồn vợ ông được ngậm cười nơi chín suối. Ông nghĩ và lòng ông nặng chịu đau thương và hối hận. Tính từ ngày ông chôn cất cho vợ ông đến hôm nay được năm hôm, ông đứng tha thần ngoài vườn, nghĩ thương nhớ vợ, thì bỗng thấy một vị sư nữ già, đầu tóc bạc phơ chống gậy trúc bước vào. Sau nhờ chào hỏi, ông mời vị sư già ngồi thì được vị sư già cho biết Nghi cô tu ở chùa người Trước khi chết vì ngộ cảm Có dối lại cho người biết việc chạy như thế Việc mượn áo như thế Ông làng chỉ kịp nghe đến thế Kêu lên một tiếng rồi ngã ngất đi Khi ông tỉnh dậy Nghĩ thương vợ chết oan và giận con dại dột liền gọi con đến sẵn tay cầm cái cân Vụt con một cái lên đầu Tưởng rằng đánh con một cái cho hà cơn giận Không ngờ đứa bé vì né đầu tránh đòn Nên bị cán cân đập vào thái dương quay ra chết Trước hai cái chết thảm thương liên tiếp của vợ con Ông như ngây như dại Rồi một hôm Người làng thấy ông bỏ nhà đi Không thấy ông trở về nữa Ngay mấy ngày hôm sau Cái tin ni cô chùa làng ấy bị cả mạo chết Và tin bà lang tự vẫn đến tai hai anh em hậu và tứ Tứ hối hận vô cùng Nghĩ vì sự cuồng dại của mình Mà để chết oan mấy mạng người Bác căn ngón tay nguyện thề Từ giày sẽ sửa đổi tâm tính Vì thế nên trong những năm bác đóng cai trong mạc phủ Bác được anh em coi như người bạn hiền hậu Không kém gì lính hậu khi trước Nhưng cái kỷ niệm rùng rợn Cái tội ác của bác gây nên mấy năm về trước Vẫn không nhòa được trong ký ức của bác Trừ những lúc bác bận việc quan Còn lúc nào hình ảnh Nico trên giường bệnh Hình ảnh một thiếu phụ thắt cổ Cũng luôn luôn ám ảnh tâm trí bác Bác cố quên đi nhưng không được Bác cố sống một cuộc đời rất hiền lành Làm việc thiện Nhưng việc thiện bác làm có thấm vào đâu Với những tội ác của bác đã gây nên Luôn luôn bác lo sợ một sự trừng phạt Pháp luật không có thể buộc tội bác Vì bác không hẳn giơ tay giết người Nhưng chính ra những người ấy Đã phải thác oan vì một sự cuồng dại của bác Bác luôn luôn lo sợ Một sự trừng phạt Thì đêm nay sự trừng phạt ấy đã đến Trong đêm tối Trước khi vết lửa đánh trúng giữa chán Ba cái tứ phảng phất nhìn thấy Bóng một vị ni cô Và một thiếu phụ ở cổ có cuốn một dải khăn lụa Tay dắt đứa con Bác hiểu giờ cuối cùng của đời bác đã đến Và kẻ làm nên tội ác Sậu cao chạy xa bay thế nào Cũng không thoát khỏi lưới trời